Có hay không sự vô cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương với học trò trong một bộ phận giáo viên hiện nay? Người dân bức xúc vì bị cắm mốc ngay giữa nhà, sự việc xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thấy nhà mình vậy mà cắm cổng mốc qua mình cũng phải lo thôi. Phát hiện cơ chế mới giúp hạn chế tử vong do sốt huyết. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cuộc Sống Thường Ngày. Ai cũng mong muốn mỗi ngày trôi qua thì công việc của mình được thuận lợi và yên ổn. Nhưng có nhiều tình huống bất ngờ trong cuộc sống vẫn cứ phát sinh, không dễ gì giải quyết. Chẳng hạn như mới đây thì nhà của một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh bị cắm mốc bảo vệ an toàn hành lang sông ngay chính giữa nhà. Nhà xây thì được cấp phép, mà việc cắm mốc bảo vệ sông thì cũng là đúng quy định. Vậy chính quyền địa phương nói gì về trường hợp này và sẽ có cái giải pháp ra sao để đẹp cả đôi đường, nghĩa là đảm bảo được an toàn sông mà lại không tổn hại đến quyền lợi của người dân? Thì câu trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cho chương trình hôm nay. Nhưng trước tiên thì chúng ta cùng bắt đầu với một câu chuyện được người dùng Facebook quan tâm trong một vài ngày gần đây. Một sự việc khôi hài vừa xảy ra cách đây 2 ngày trên một diễn đàn lớn về ô tô thì một người dùng mạng xã hội đăng một bức ảnh về dàn siêu xe gắn biển xanh của Cần Thơ kèm theo dòng chữ sắp có biên lớn. Những hình ảnh trên bức ảnh này thì rất là chân thực, bởi vậy mà đã khiến dư luận được một phen dậy sóng. Bởi vì là cái dư âm của vụ cấp xe biển xanh cho ông Trịnh Xuân Thanh tại Hậu Giang cách đây không lâu thì vẫn còn rất là nóng. Vâng, tuy nhiên sau khi điều tra thì Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết là hình ảnh dàn siêu xe này là giả mạo, không đúng thực tế. Cảnh sát giao thông Cần Thơ chưa từng cấp biển số nào như vậy cho các siêu xe nói trên, mà đây là biển số xe của một cơ quan chức năng trong tỉnh. Nhiều ý kiến khẳng định là thực chất bức ảnh này chỉ là hình ảnh xe đồ chơi bằng nhựa được đặt dưới gầm giường rồi chụp. Tức là ghép những cái biển số với những cái xe bằng nhựa, bằng đồ chơi thôi. Và công an thì vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định động cơ, mục đích của người tung ảnh này lên mạng và xử lý theo pháp luật nếu như cần thiết. Hẳn sẽ có rất nhiều người bật cười bởi vì là chỉ có một bức ảnh thôi mà dư luận thì lại xôn xao hết cả lên. Và các lực lượng chức năng thì lại rất là vất vả. Nhưng rõ ràng là nó cho thấy là chúng ta cần phải có trách nhiệm với mọi thông tin mình đăng tải trên mạng xã hội. Bởi vì là chẳng hạn như với trường hợp này, nếu mà công an điều tra ra cái động cơ nào đó của cái người tung ảnh thì rất có thể là người này sẽ bị xử lý là cung cấp thông tin giả mạo và gây tổn hại cho người khác. Và chúng ta cũng cần phải cẩn trọng với mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy ở trên mạng xã hội. Và cũng không nên vội vàng quá tin vào điều gì đó để trở thành một cái trò mua vui cho một vài người nào đó thích đùa. Đúng không ạ? Còn bây giờ thì chương trình sẽ tiếp tục với các thông tin về thời tiết với biên tập viên Hương Liên. Chào chị, hôm nay thì trời cũng đã khá lạnh rồi. Không biết là ngày mai thì thời tiết diễn biến sẽ như thế nào chị nhỉ? Vâng, xin chào anh chị. Chào quý vị khán giả, những làn hơi lạnh vẫn đang được bồi thêm xuống miền Bắc, duy trì trạng thái rét với nền nhiệt thấp thêm 2 ngày nữa. Phải từ ngày 12 thì nhiệt độ mới bắt đầu nhích chậm khi không khí lạnh yếu dần. Có thể sang tuần sau có nắng thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn, rút ngắn khoảng thời gian rét về đêm và sáng. Trong 2 ngày rét tới thì mức độ rét ở từng vùng không đồng nhất. Khu vực vùng núi Trung Du sẽ là nơi chịu tác động mạnh của không khí lạnh nên đã rét đậm ngay từ hôm nay và kéo dài 2 ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực này dự báo chỉ khoảng 9 đến 12 độ. Vùng núi cao như là huyện Đồng Văn, Hà Giang thì dưới 8 độ. Trời rét đậm như vậy thì quý vị nào có sở thích đi du lịch mùa đông để cảm nhận cái rét đặc trưng thì phải đặc biệt lưu ý về trang phục để không phải co ro giữa cái lạnh. Theo kinh nghiệm của nhiều Phật thủ thì mặc nhiều lớp áo sẽ giúp giữ thân nhiệt ổn định lâu hơn. Ngoài tiêu chí trang phục ấm thì bạn nên mang theo những chiếc áo nhẹ, gọn gàng, lớp áo ngoài cùng là lớp áo gió chống thấm nước. Bây giờ sẽ là thông tin dự báo cho một số thành phố. Thị trấn Sapa đêm nay không mưa, rét sâu với mức nhiệt là 7 độ. Ngày mai trời nhiều mây, nhiệt tăng chậm, đạt 10 độ. Thành phố Đà Nẵng có lúc mưa rào, nhiệt độ đêm nay là 19 độ. Mưa sẽ duy trì cả ngày mai, nhiệt độ không quá 24 độ. Thành phố Đà Lạt nhiệt độ đêm cũng khá thấp, chỉ 13 độ. Ban ngày có nắng, nhiệt cao gấp đôi ở mức 25 độ.
Nghề nào trong xã hội thì cũng cần những người tâm huyết, cẩn trọng và tận tâm. Nhưng có những nghề rất đặc thù bởi vì sự vô tâm hay là thiếu trách nhiệm của họ để lại hậu quả lớn hơn nhiều những nghề khác. Và chúng tôi muốn nói tới nghề giáo viên. Cùng với hàng loạt vụ bạo hành trẻ mầm non mà chúng tôi đề cập trong chương trình hôm qua thì còn có thể kể tới một số vụ việc đang gây xôn xao dư luận như là việc cô hiệu trưởng lẩn tránh trách nhiệm khi mà học sinh bị xe đâm gãy chân ở trong trường học, hay là một nữ sinh Hà Nội bị bỏng nặng trong phòng thí nghiệm cả tháng trời mà không có ai bị xử lý cả. Những sự việc tưởng nhỏ mà không nhỏ, và dư luận đang đặt nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề đạo đức của nhà giáo. Hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị lắng nghe ý kiến của một nhà giáo, đó là nhà giáo nhân dân Trần Đình Sử, là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin cảm ơn thầy đã đến trường quay để trao đổi về vấn đề đang rất nhiều người quan tâm ạ. Chắc là thầy cũng biết những cái vụ việc vừa rồi ạ, nào là người thì đánh học trò, người thì lẩn tránh trách nhiệm, rồi lại có người thiếu trách nhiệm trước cái tai nạn xảy ra với học trò của mình. Và suy nghĩ của thầy như thế nào? Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái hiện tượng đó thì tôi nghĩ rằng là bất cứ giáo viên nào cũng thứ nhất là cũng cảm thấy sự nói chung là bất bình, căm phẫn, đồng thời cũng thấy thương cho các học số phận các học trò ở trong nhà trường. Thầy có cho rằng là chúng ta dùng cái từ là có sự xuống cấp trong đạo đức của một bộ phận giáo viên hiện nay thì thầy có đồng ý không? Tôi nghĩ rằng là qua hiện tượng đó thì mình nói rằng là có sự xuống cấp của một bộ phận giáo viên thì tôi nghĩ là nói chung là cũng đúng. Nhưng mà mặt khác thì tôi nghĩ cái hiện tượng đó thì có lẽ là nó còn cũng có thể là trước đây ấy, những hiện tượng đó nó vẫn có xảy ra. Nhưng mà chúng ta không có phương tiện để phát hiện, hoặc là chúng ta chưa ráo riết. Ví dụ như bây giờ có Facebook thì là những cái đó, những cái người mà bị hại họ lại có điều kiện họ nêu lên. Hoặc là do một cái không khí tin tưởng nào đó họ lại viết những cái đơn lên. Do đó mới thấy những cái vấn đề đó nó lộ ra nhiều hơn. Thì người ta thấy nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là như thế. Vâng. Như vậy là có thể là bây giờ chúng ta có điều kiện thông tin thì chúng ta biết. Vâng, là phát hiện ra nhiều hơn. Nhưng mà gần đây nhất là có trường hợp là một cô học sinh ở Hà Nội bị bỏng nặng cả tháng trời rồi. Nhưng mà nhà trường lại cố tình lờ đi và không xử lý những ai liên quan cả. Và khiến người ta đặt câu hỏi là phải chăng là kể cả trong cái việc quản lý giáo dục thì cũng đang có cái vấn đề biểu hiện của cái thiếu chuẩn mực đạo đức. Cái thì đúng hoàn toàn. Bởi vì tôi nghĩ là trong hiện nay thì là trong cái quản lý giáo dục chúng ta còn rất nhiều sơ hở, có rất nhiều khiếm khuyết. Đấy, và nhiều khi người ta lại còn có một cái chủ nghĩa bản vị, tức là để bảo vệ cho cái lợi ích của cái đơn vị mình, cơ sở mình. Và thậm chí người ta cũng ích kỷ, tức là cũng cho nên thành ra là nó cái tính chất gọi là che giấu hoặc là do bệnh thành tích nữa. Tức là người ta muốn là nếu mà nêu kể ra thì như vậy là cái thành tích của mình phấn đấu cả năm mới đổ bể đi. Đấy, dù thế người ta che giấu. Tôi nghĩ như thế. Vậy thì nếu mà có thể suy cái nguyên nhân sâu xa của những hiện tượng này thì là gì không ạ? Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân sâu xa của cái hiện tượng này thì tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều. Rất nhiều. Nhất là hiện tượng mà đánh trẻ em rồi bạo hành trẻ em đấy. Những hiện tượng như thế. Hoặc là hiện tượng là muốn là che giấu nhẹm những cái việc mà có sai trái đấy. Thì nó bắt nhau cái nguồn từ nguyên nhân rất sâu xa. Mà sâu xa đấy tôi nghĩ là mình có từ lâu. Tức là trong xã hội Việt Nam là có một người lớn thường có ý thức là coi thường trẻ em. Chúng ta chưa bao giờ thực sự coi trọng trẻ em. Và họ cho việc mà đánh trẻ em, chửi trẻ em hoặc là trừng phạt trẻ em coi như chuyện đương nhiên. Đấy. Và chính vì vậy mà cái tư tưởng đó nó có từ lâu đời lắm. Chính ngày xưa cha ông mình còn nói là yêu thì cho roi cho vọt. Đấy, chính thế. Bét cho ngọt cho bùi. Đấy, và người ta lấy cái danh nghĩa yêu là cho roi cho vọt để người ta đánh. Đấy. Và đây là nói về trong gia đình. Chứ còn đây là nói về trong xã hội chẳng hạn. Thì nhiều người cho chúng ta, cái trường học chúng ta trước đây là mang tính chất là quyền uy. Trong đó tất nhiên là lời thầy, này, lời cô này, là coi như là pháp lệnh là cao nhất. Đấy, cho nên là thầy có quyền đánh giá đủ các thứ. Học sinh không có quyền nói lại một ý nào cả. Cho nên mình cứ quen cái cách mà coi thường học trò như vậy và có quen cái, cho nên là cái quen cái bảo hành đối với học trò đấy, rồi quen cái ích kỷ bảo vệ quyền lợi mình, thì chính những cái đó nó tạo nên cái này. Mà nguyên nhân xấu xa nữa đấy thì tôi nghĩ ở chỗ này là ý thức về công dân, ý thức về sự công bằng trong xã hội, ý thức về cái lẽ phải của người Việt Nam chúng ta nói chung là cái đấy là còn thấp. Và cho nên là và nó ý nguyên nhân này nó không chỉ riêng ngành giáo dục mà ngày nào cũng vậy. Thì họ làm gì sai sót nếu không bị phát hiện thì họ sẵn sàng giấu ngay. Đấy, cho nên cái này là một cái tôi cho rất phổ biến trong xã hội.
Vâng. Vậy thì xin được hỏi thầy một câu cũng rất là nhạy cảm như thế này ạ. Những cái vụ việc vừa rồi thì hầu hết là đều do báo chí tìm thấy và đi đến tận cùng của sự việc. Vậy thì phải chăng là trong ngành giáo dục có một cái sự bao che để mà không phanh phui những vụ việc đó? Tất nhiên tôi phải nói thẳng là thế này, tức là phải nói là cái báo chí, truyền thông, thậm chí là những kể cả những cái mạng xã hội nữa, thì tôi nghĩ rằng là cũng có cái vai trò rất là lớn trong cái việc là công khai các cái sự việc mà một số người có ý là giấu nhẹm đi, che đậy đi, thì tôi cho cái vai trò đó cái ý nghĩa rất là cái phải nói rằng là cái vai trò của báo chí đó rất là lớn, rất quan trọng. Thế nhưng mà mặt khác thì ta cũng phải nói thế này, tức là cái nguyên nhân sâu xa, đúng không ạ? Thì tôi vừa nói xong, tức là cái mà về vấn đề ý thức về công dân ấy, tất cả những cái đấy là cái tôi nghĩ rằng là nó rất phổ biến trong xã hội. Vâng. Và tôi nghĩ rằng cái điều này ấy, thì là nó thâm căn cố đế. Đấy. Cho nên, như vậy như thầy nói là đây là cái vấn đề chung của xã hội chứ không phải là riêng của ngành giáo dục. Tất nhiên ở ngành giáo dục á thì cái vấn đề nó nổi bật lên. Bởi vì sao? Bởi vì anh đối với trẻ em là những cái mầm non của đất nước, anh đối với trẻ em về cho nên là cái đó nó nổi bật lên và gia đình nào cũng quan tâm cả. Đấy. Nhưng mà còn những cái vấn đề khác của các cái khác, ví dụ như là tôi nghĩ ví dụ người Việt Nam, ví dụ như mình xả rác này, mình nhổ bậy này, rồi mình là ăn cắp cái nắp đậy hố ga này, tức cái gì mà có không có người kiểm soát, không có ai kiểm soát thì người ta sẵn sàng phạm những cái khuyết điểm nhất định. Đấy, thì cái đấy rất là phổ biến. Vâng. Thật ra thì để mà điều chỉnh về vấn đề văn hóa hay là đạo đức thì nó cần rất là tổng thể và cần thời gian. Nhưng mà từ góc độ và tâm huyết của thầy thì thầy có cái đề xuất gì không ạ? Tôi nghĩ rằng là trước các cái hiện tượng vừa xảy ra đấy, thì tôi nghĩ rằng là rõ ràng, tức là những cái người mà vi phạm ấy, thì tất nhiên là cần được xử lý thích đáng. Bởi vì như vậy nó sẽ làm gương để cho răn đe đối với những cái người khác. Bởi vì họ vi phạm những cái đó, một mặt là vi phạm vừa là có khi là vô thức. Như cái người mà lấy dép đánh, nhiều khi là họ nghĩ là vô thức, vì là họ có quyền đấy. Nhưng có khi thì họ lại là có ý thức, như việc che giấu chẳng hạn, những cái khuyết điểm thì họ có ý thức. Cho nên phải có cái sự trừng phạt hoặc là có cái xử lý thích đáng của xã hội. Thì nó sẽ làm cho cái việc ấy đó, nó người ta sẽ biết răn đe hơn. Thế còn ngoài ra tất nhiên là rõ ràng là mình phải tuyên truyền giáo dục hơn nữa. Bởi vì tôi nghĩ những cái người giáo viên như thế đó, họ thể hiện một cái sự vô tri, thể hiện một cái sự vô cảm, thể hiện một sự vô trách nhiệm. Và tất cả những cái đó phải xử lý vừa phương diện, tức là phải vừa giáo dục, lại vừa chấn chỉnh lại những cái tổ chức giáo dục của chúng ta, những đơn vị giáo dục của chúng ta. Và cái đó tất nhiên là tôi nghĩ là trong cái đợt tới đấy, đổi mới toàn diện trên đề giáo dục thì người ta sẽ làm chặt chẽ hơn nữa. Và cá nhân em thì thấy là trong cái ý của thầy cũng có một cái điều mà một phần là để thông cảm, nhưng cũng một phần là để chúng ta điều chỉnh lại chính cái nhận thức của mình. Vâng. Đôi khi những người đấy họ không phải là có ác tâm, nhưng cái cách để họ yêu thương hay là cách để họ giáo dục thì không còn phù hợp nữa. Dạ vâng, đúng, chính xác. Tôi nghĩ là đúng vấn đề như thế. Cho nên ở đây có những vấn đề nó thâm căn của đế, nhưng mà nó bộc lộ một cách hồn nhiên. Đấy, nhưng mà đúng với so với những cái tiêu chí giáo dục của chúng ta hiện nay chẳng hạn, thì tất nhiên người đó trông rất là là lạc hậu, rất là cổ lỗ, rất là tôi nghĩ rất là nguyên thủy. Thì những cái đó phải thay đổi. Tôi nghĩ xin cảm ơn nhà giáo nhân dân Trần Đình Sử với những ý kiến rất là tâm huyết của thầy. Xin kính chúc thầy năm mới có thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Hà Nội xóa sổ các du thuyền ở Hồ Tây. Khánh Hòa bắt đối tượng dùng súng đạn bi cướp sòng bạc. Người dân bức xúc vì bị cắm mốc ngay giữa nhà. Anh cứ theo cái quyết định 150, anh đi cắm vào giữa nhà người ta cái cắm mốc. Quyết định đây tôi cứ đo từ đây vào đây, tôi cắm mốc vào giữa nhà người ta này. Thì liệu anh có cái nhà đấy thì anh có yên tâm không?
Hà Nội sẽ hoàn thành việc lập sổ sức khỏe điện tử và tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong tháng 9 năm nay. Đây là cam kết của lãnh đạo thành phố Hà Nội tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào sáng ngày hôm nay sau khi thị sát về khả năng của các trạm y tế cấp phường xã. Dự kiến sẽ có khoảng 7,5 triệu người dân Hà Nội có sổ sức khỏe điện tử sau khi được khám bệnh ban đầu và định kỳ tại trạm y tế phường xã. Theo đó, Hà Nội sẽ tận dụng dữ liệu dân cư được cập nhật từ công an thành phố và chỉ cần tích hợp thêm thông tin về sức khỏe với các thông tin cơ bản về chiều cao, cân nặng, khám cận lâm sàng, các chỉ số cơ bản về máu và siêu âm. Mỗi người sẽ có một mã số riêng được bảo mật thông tin. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng ủng hộ đề xuất của Hà Nội về việc triển khai sàng lọc ung thư đại trực tràng cho người dân trên 40 tuổi. Tuy nhiên, đề nghị này còn phải chờ Chính phủ và Quốc hội xem xét vì theo quy định khám sàng lọc ung thư chưa được quỹ bảo hiểm chi trả. Sau nhiều năm áp dụng không ít biện pháp cứng rắn thực hiện chủ trương di rời nhà nổi, du thuyền trên Hồ Tây nhưng vẫn chưa thành công, vào ngày hôm qua thì thành phố Hà Nội đã tiếp tục gửi thông báo yêu cầu các đơn vị kinh doanh ở đây phải tháo dỡ công trình vi phạm. Theo đó, sau 16 giờ chiều nay, lực lượng chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực bến thủy nội địa, nhà thuyền ở Hồ Tây chưa được tháo dỡ. Vào tuần trước, thì Hà Nội đã tổ chức cuộc họp thông báo việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong phạm vi quản lý Hồ Tây để triển khai kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo khu vực Hồ Tây thành điểm du lịch văn hóa thể thao và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tổ chức kiểm điểm 5 cán bộ thuộc đội quản lý thị trường số 14 do những sai phạm liên quan đến vụ việc kiểm tra xúc xích nhãn hiệu Việt Foods gây ra nhiều bức xúc trong dư luận hồi năm ngoái. Cụ thể, các cá nhân có thiếu sót sai phạm bao gồm đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, hai đội phó cùng với hai kiểm soát viên thị trường. Những cán bộ này đã thiếu sót sai phạm về nghiệp vụ, hồ sơ thủ tục, đặc biệt là việc cung cấp thông tin cho báo chí khi chưa có kết quả kiểm nghiệm, chưa lập biên bản và quyết định xử phạt, hoàn thiện hồ sơ vụ việc theo quy định của pháp luật. Trước đó, thì vào ngày 20 tháng 4 năm ngoái, đội quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hùng Anh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và tạm giữ hơn 2,2 tấn xúc xích do cơ sở Việt Foods Bình Dương sản xuất nghi là do chứa chất cấm. Một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc đã xảy ra vào ngày hôm qua tại rạp xiếc Sarasota ở bang Florida, nước Mỹ khiến cho 5 diễn viên xiếc bị thương. 8 diễn viên xiếc đang tập luyện để cố gắng tạo hình thành hình kim tự tháp thì họ bị rơi từ độ cao từ 7 đến 8 mét. 5 người trong số này đã bị thương và được đưa vào viện để điều trị. Các bác sĩ cho biết là các vết thương của họ không nặng đến nỗi đe dọa đến tính mạng. Được biết, tiết mục tạo hình kim tự tháp sẽ được các diễn viên ở rạp xiếc Sarasota luyện tập để cho ra mắt người xem vào ngày mai. Để đối phó với tỷ lệ sinh thấp thì trong dịp Valentine năm nay thì chính phủ Thái Lan sẽ phát động chiến dịch khuyến khích sinh đẻ. Theo đó, các nhân viên y tế sẽ cung cấp vitamin bổ sung và tư vấn miễn phí cho những phụ nữ đang chuẩn bị sinh con. Bắt đầu từ hôm qua, những phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 34 khi đăng ký kết hôn tại các trụ sở chính quyền ở địa phương sẽ được phát một hộp axit folic và sắt bổ sung cùng với quyển cẩm nang hướng dẫn chăm sóc trong thời gian mang thai. Theo Bộ Y tế Thái Lan, tỷ lệ sinh ở nước này hiện rất thấp. Năm 2015, tỷ lệ sinh ở mức là 0,4% so với mức là 2,7% vào năm 1970. Dành nhiều thời gian với thiên nhiên có thể mang đến điều kỳ diệu cho sức khỏe của con người, từ việc giảm huyết áp cho đến giảm căng thẳng và lo lắng. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học ở trường Đại học Colorado nước Mỹ còn cho thấy các hoạt động ngoài trời mang lại lợi ích tuyệt vời cho giấc ngủ của con người. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã theo dõi xem những gì đã xảy ra khi một số người đi cắm trại chỉ một vài ngày cuối tuần và những người khác ở nhà. Kết quả là hầu hết những người đi cắm trại đi ngủ sớm hơn và giấc ngủ sâu hơn. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ngoài việc cắm trại, việc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, cắt giảm ánh sáng từ điện thoại thông minh và màn hình vào buổi tối sẽ là biện pháp tốt để có giấc ngủ ngon. Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện ra một cơ chế có thể hạn chế nguy cơ gây tử vong do xuất huyết não. Phát hiện này hứa hẹn sẽ mở đường cho việc phát triển loại thuốc giúp ngăn ngừa chứng phình động mạch não. Đây chính là nguyên nhân gây ra vỡ động mạch dẫn tới xuất huyết não. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Kyoto đã nghiên cứu trên những con chuột bị phình động mạch não để tìm hiểu cơ chế phát triển của bệnh. Họ đã phát hiện ra những động mạch bị phình là do một loại protein mang tên là EP2 gây ra. Sau một thời gian ức chế hoạt động của protein EP2, thì nhóm nghiên cứu nhận thấy các động mạch bị phình giảm sưng đến một nửa.
Hiện các nhà khoa học Nhật Bản đang tiếp tục nghiên cứu để phát triển loại thuốc ức chế hoạt động của protein EP2, qua đó giúp hạn chế nguy cơ tử vong do xuất huyết não. Liên quan đến vụ hành hung thương binh Hoàng Tiến Vinh, sinh năm 1955, sau va chạm giao thông xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 1 trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nhu và Nguyễn Bá Tài, con trai ông Nhu, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc xảy ra khi xe ba bánh của ông Vinh va phải xe ô tô của ông Nhu, làm gãy gương và vỡ kính chắn gió. Tuy nhiên ông Vinh đã không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Hai cha con ông Nhu do nóng giận nên đã lao vào hành hung ông Vinh. Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trần Minh Hiền, trú tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết về tội trộm cắp tài sản. Tối ngày 4 tháng 2, Hiền đã lẻn vào trộm cắp một xe mô tô của anh Ngô Đức Tín rồi đem về nhà thay biển số giả rồi cất giấu. Tại cơ quan công an, Hiền còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ khác. Khám xét nơi ở của Hiền, công an đã thu hồi 2 chiếc xe, thu giữ thêm 2 khẩu súng điện và nhiều tang vật khác. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Quốc Huy, 39 tuổi, trú tại thị trấn Diên Khánh để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó vào ngày 30 tháng 1, Huy đến tham gia chơi đánh sóc đĩa tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh. Do bị thu hết tiền nên Huy nảy sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Lâm Cao. Huy rút trong người ra khẩu súng bắn đạn bi đe dọa anh Cao và sau đó chiếm đoạt 6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Những ai quan tâm tới thơ thì có thể đến tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Ngày thơ Việt Nam năm nay được tổ chức vào rằm tháng Giêng với những hoạt động tôn vinh quảng bá thi ca gồm đọc thơ, ngâm thơ, trình diễn thơ và biểu diễn các bài hát phổ nhạc từ thơ trên cả ba sân Văn Miếu, Thái Học và Hồ Văn. Sẽ có các cuộc giao lưu từng nhóm tác giả tiêu biểu của các thế hệ nhà thơ và các tác giả đoạt giải thưởng Hội Nhà văn như là nhà văn Chu Lai, nhà văn Lê Thị Minh Khuê, nhà thơ Y Phụng, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Dịp này, con đường thi nhân sẽ được khai trương bắt đầu ngay từ cổng vào Văn Miếu Quốc Tử Giám với khoảng vài trăm câu thơ nổi bật của các nhà thơ tiêu biểu của thời đại. Tiếp theo trong chương trình, phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm thính lực ở người già và trẻ nhỏ. Thông tin sẽ có trong mục Sống khỏe. Gần đây tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng với Quận ủy Quận 2 thì đã có ý kiến phản ánh về việc một số hộ dân ở khu dân cư sông Rồng, khu vực Rồng Ông Tố, phường An Phú, Quận 2 bị cắm mốc ngay trong nhà. Người dân khu vực này rất bức xúc vì đây là khu dân cư hợp pháp và được cấp phép xây dựng trước đó đã lâu. Khoảng tháng 10 năm 2016, những cột mốc như thế này đã bất thình lình xuất hiện sát nhà dân. Thậm chí có những cột mốc nằm giữa sân nhà như thế này. Cao độ có, thấp độ cũng có, đã gây ra tâm lý bất an cho người dân, đặc biệt là ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ. Đi ngân hàng, cầm giấy tờ để mà cho con đi học cũng không được luôn, vì ngân hàng nó nói cái này anh đã vi phạm hành lang rồi, không chịu. Thấy nhà mình vậy mà cầm cột mốc quá, mình cũng phải lo thôi. Tại buổi làm việc với Quận ủy Quận 2, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dù là thực hiện cấm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông, suối, kênh rạch đúng pháp luật nhưng cũng phải hợp tình, hợp lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Anh cứ theo cái quy định 150 anh đi cắm vào giữa nhà người ta cái cắm mốc. Quyết định này tôi cứ đo từ đây vào đây, tôi cắm mốc vào giữa nhà người ta này thì liệu anh có cái nhà đấy thì anh có yên tâm không? Trước yêu cầu của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng giải thích rõ hơn, đây chỉ là những cột mốc tạm để xác định tọa độ phần diện tích đất bảo vệ hành lang sông theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố nhiều năm trước. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, hành lang bảo vệ an toàn bờ sông vẫn được xác định từ mép đường khu dân cư trở ra, hoàn toàn không có việc thu hồi đất của người dân trong quá trình cắm mốc. Việc thực hiện rất rõ, các bước đã được thông báo thôi, tại vì có những cái trường hợp đi làm là không giải thích với người dân là cái mốc này là mốc dẫn tạm thời mình cắm chứ không phải là mốc chính thức mà có ảnh hưởng diện tích người dân. Chính vì vậy, để cho người dân lo lắng. Ngay trong buổi chiều hôm qua, các cột mốc đã được Sở Tài nguyên Môi trường tháo dỡ,
Dù đã được giải tỏa bức xúc, nhưng nhiều người dân vẫn đặt câu hỏi, nếu không có sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, liệu những cột mốc tạm này có trở thành vĩnh viễn và người dân cứ sống chung trong hoang mang. Một diễn biến khác là hôm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cũng đã gửi thông báo để các quận huyện rà soát lại toàn bộ cột mốc ở 11 tuyến sông, kênh rạch. Nếu không phù hợp, ảnh hưởng đến người dân thì cũng sẽ tháo dỡ hoặc là điều chỉnh, có thể di rời cột mốc đến những vị trí không ảnh hưởng đến người dân nhưng vẫn đảm bảo quản lý nhà nước. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 5.000 trẻ em sinh ra bị điếc. Trong khi đó thì việc phát hiện mất thính lực ở trẻ thường rất muộn, đa phần là sau 2 tuổi, nên việc điều trị cả phục hồi và cả khả năng nghe và nói đều rất là khó khăn. Mục Sống Khỏe ngày hôm nay sẽ tư vấn cho quý vị những nguyên nhân gây ra suy giảm thính lực dẫn đến điếc ở trẻ. Có hai dạng mất thính lực. Mất thính lực bẩm sinh, tức là trẻ khi sinh ra đã bị mất thính lực, và mất thính lực do mắc phải một căn bệnh nào đó. Nó cũng có rất nhiều lý do để nó gây ra ngay cái bẩm sinh, ví dụ như là bệnh lý về di truyền, ví dụ như là bệnh lý về trong cái quá trình thai, bà mẹ mang thai mà bị nhiễm phải cái virus rubella khi mà mang bầu ấy, các bà mẹ phải dùng một số cái loại thuốc mà nhiễm độc cho thai nghén thì nó cũng có thể gây ra là ảnh hưởng đến cái sức nghe của em bé khi sinh ra. Ngoài những nguyên nhân trên, còn có nguyên nhân là do môi trường sống hoặc do ngộ độc thuốc, ngộ độc thức ăn dẫn đến suy giảm thính lực. Ví dụ, nguyên nhân nhiễm trùng nó cũng gây ra là nghe kém cho em bé, hoặc là cái nguyên nhân là vì ngộ độc các cái thuốc hoặc các cái thức ăn mà nó gây nhiễm độc cho cái neuron thần kinh của tế bào tai trọng, nó cũng gây nghe kém. Viêm màng não là một yếu tố quan trọng gây nghe kém ở trẻ em. Viêm tai mạn tính cũng là bệnh phải cảnh giác. Các loại thuốc kháng sinh cũng có thể gây ảnh hưởng đến bộ phận ốc tai và tiền đình. Loại bỏ những yếu tố trên sẽ ngăn ngừa được suy giảm thính lực ở trẻ. Một trung tâm chuyên điều trị cho những trẻ em bị rối loạn tâm lý ở Liban vừa đưa liệu pháp động vật vào để điều trị cho các em nhỏ. Liệu pháp này hứa hẹn sẽ giúp các em nhỏ cải thiện kỹ năng giao tiếp và hành vi của mình. Tại trung tâm Mosan ở Rire, Liban, các thú nuôi như chó, mèo, gà, thỏ và chim đã được đưa về đây để các em nhỏ gặp các vấn đề về tâm lý, chăm sóc và tương tác với chúng. Mục đích của việc có nhiều con vật ở trung tâm Mosan này là nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp cho các em nhỏ. Thêm vào đó, thông qua việc chăm sóc các con vật sẽ giúp các em nhỏ có trách nhiệm và phát triển kỹ năng vận động của mình. Mỗi em nhỏ ở trung tâm có nhu cầu đặc biệt khác nhau, và vì vậy, điều quan trọng là các chuyên gia phải biết điều phối các em chăm sóc loài thú cưng nào cho phù hợp. Ở trung tâm Mosan, việc chăm sóc động vật đã cho thấy đây là một liệu pháp điều trị rất tốt cho trẻ em. Nó không chỉ điều trị các vấn đề tâm lý cho các em, mà còn giúp các em nhỏ có hành vi hung hăng, có thể kiểm soát được hành động của mình, cũng giúp các em thiếu tập trung, có tính kỷ luật hơn. Hiện trung tâm Mosan đang áp dụng liệu pháp động vật này để điều trị cho 100 em nhỏ. Với kết quả khả quan trong thời gian vừa qua, trung tâm đang có kế hoạch sẽ tiếp tục mở rộng mô hình điều trị này ra những trung tâm khác. Lãnh Mỹ A, một loại lụa Việt độc đáo đang được hồi sinh sau nhiều thập kỷ bị mai một. Lãnh Mỹ A thì có màu đen bóng, rất bền, nhẹ và mát. Chất liệu này đã truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế trong những tác phẩm của họ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại lụa Việt độc đáo này. Lãnh Mỹ A được làm từ những sợi tơ hảo hạng của vùng cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lãnh Mỹ A có màu đen tuyền độc đáo. Lãnh được giặt xả, xen kẽ trong dòng sông Hậu, rồi lại phơi, lại nhuộm đến hơn 100 lần ròng rã. Cũng chính vì sự cầu kỳ mà loại lụa này đã bị mai một theo thời gian. Giờ đây ở Việt Nam chỉ còn duy nhất gia đình nghệ nhân Tám Lăng, làng Tân Châu, An Giang là còn dệt loại vải này. Phải yêu cái nghề đó thì mình mới làm được. Và với cái gia đình thì dường như là cái tình yêu với cái Lãnh Mỹ A nó rất là lớn. Đó là cái động lực để mà còn theo đuổi được cái nghề cho đến bây giờ. Đối với các nhà thiết kế trẻ, việc sử dụng loại vải quý hiếm và mang tính truyền thống này vừa là thách thức vừa là cơ hội.
Cảm hứng bắt đầu khi tôi được đến Tân Châu, nơi mà cái xưởng sản xuất vải, được gặp nhà gia đình bác Tám Lăng. Lúc đó thì mình mới thật sự cảm nhận được cái tâm hồn của cái người tái sáng chế ra vải. Không phải là chỉ là đơn thuần là một người thủ công lao động bình thường, mà họ như là những cái người nghệ sĩ, và họ thật sự đã đem cái tâm hồn của mình vào trên từng cái tấm vải. Để hồi sinh lãnh Mỹ A, các nghệ nhân đã mất tới 20 năm tìm tòi và phát triển sản phẩm. Giờ đây lãnh Mỹ A mang một diện mạo hơi thở mới, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị của mình. Vâng, theo tìm hiểu của cá nhân tôi về lãnh Mỹ A thì sản phẩm này còn được gọi là lụa Tân Châu. Ở vùng đất Tân Châu ở An Giang thì nổi danh là xứ tơ tằm. Ngày xưa thì người dân nơi đây đi đâu đi chăng nữa thì chỉ cần xưng là dân Tân Châu thì ai cũng biết đó là dân xứ lụa. Thời trước thì lãnh Mỹ A chỉ dành cho dân có tiền có thể mua được lụa ở đây mà thôi. Nhưng mà rồi theo thế thời thì các hãng tơ tằm dệt bằng sợi ni lông giá rẻ hơn thì đã thay thế cho tơ lụa truyền thống, nên lãnh Mỹ A cũng dần mai một. Rất may là bây giờ thì có nghệ nhân Nguyễn Hữu Chí mà trong phóng sự đã đề cập, đúng không ạ? Là người đã mang sản phẩm lụa tuyệt vời này quay trở lại với đời sống thật của nó. Và hy vọng là lãnh Mỹ A sẽ còn được biết nhiều hơn nữa trong tương lai. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Cuộc Sống Thường Ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 17h45 ngày mai.